Trẻ nhỏ ăn bao nhiêu trứng là đủ? Trứng là thực phẩm rất tốt nhưng cũng không nên ăn quá nhiều bởi hàm lượng chất béo cao làm trẻ dễ bị đầy bụng, khó tiêu. Trứng là thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm, có giá trị sinh học cao, dễ hấp thu, tương đương với đạm trong sữa nếu biết cách chế biến đúng. Ngoài ra, lòng đỏ trứng cung cấp nhiều chất béo, các vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ như sắt, vitamin A, kẽm. Giá trị dinh dưỡng của trứng gà và vịt không khác nhau nhiều, nhưng xét về thành phần, vi chất dinh dưỡng thì trứng gà tốt hơn trứng vịt. Hàm lượng kẽm, vitamin A của trứng gà cao hơn trứng vịt. Trong trứng gà còn có cả vitamin D, một loại vitamin có rất ít trong thực phẩm. Hàm lượng chất đạm của trứng gà cũng cao hơn trứng vịt. Chất béo trong trứng gà thấp hơn nên ít gây đầy bụng khó tiêu. Như vậy, cho trẻ ăn trứng gà thì tốt hơn. Trứng là thực phẩm rất tốt nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Hàm lượng chất béo trong trứng cao làm trẻ dễ bị đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Tùy theo tháng tuổi của trẻ, cha mẹ có thể cho con ăn với lượng khác nhau. Trẻ 6 đến 7 tháng tuổi chỉ nên ăn một nửa lòng trứng gà mỗi bữa, 2 đến 3 lần một tuần. Trẻ từ 8 đến 12 tháng tuổi ăn một lòng đỏ mỗi bữa, 4 đến 5 bữa trứng một tuần. Trẻ 1 đến 2 tuổi ăn 3 đến 4 quả trứng mỗi tuần, ăn cả lòng trắng. Trẻ từ 2 tuổi trở lên nếu thích trứng có thể cho ăn mỗi ngày một quả. Cách chế biến trứng tốt nhất là luộc chín tới, không những bảo đảm được chất dinh dưỡng như protein, lipid, khoáng chất mà các vitamin ít bị mất đi, phòng nhiễm khuẩn. Cách luộc trứng đúng: cho trứng cùng với nước lã vào nồi rồi đun sôi dần. Khi nước sôi, vặn nhỏ lửa đun khoảng 2 phút rồi tắt bếp ngâm trứng khoảng 5 phút. Như vậy, trứng vừa chín tới, lòng đỏ không bị chín kỹ quá, dễ hấp thu. Lúc luộc có thể cho thêm một ít muối để giữ cho trứng không bị vỡ. Trứng vừa lấy ở tủ lạnh ra không nên luộc ngay, cũng không nên ngâm trong nước nóng hay luộc bằng lửa quá to vì dễ gây vỡ trứng hoặc không chín lòng đỏ. Cách chế biến trứng cho trẻ tùy theo tháng tuổi. Trẻ từ 6 đến 12 tháng nên cho ăn bột trứng. Nấu chín bột xong mới cho trứng. Cách làm: đập lòng đỏ trứng vào bát đã có rau răm băm nhỏ, đánh đều trứng và rau, nấu bột sôi trên bếp rồi đổ trứng vào rau, vào khuấy đều nhanh tay. Bột sôi lên là được, không nên đun kỹ quá, trứng khó hấp thu. Cũng không nên luộc chín trứng rồi nghiền lòng đỏ nấu bột vì qua nhiều lần chế biến trứng khó hấp thu. Trẻ 1 đến 2 tuổi có thể ăn cháo trứng, cũng tương tự như nấu bột trứng, khi cháo chín mới cho trứng, đun sôi lại là được. Ngoài ra có thể cho trẻ ăn trứng luộc vừa chín tới. Trẻ từ 2 tuổi trở lên ăn cháo trứng, trứng luộc, trứng rán đúc thịt, trứng sốt cà chua ăn với cơm, tốt nhất là ăn trứng luộc chín tới.